Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn về chủ đề cây mai chiếu thủy ha các bạn. Thì ở đây mình có cái cây mai chiếu thủy chung nu da đen ha. Tức là cây mai chiếu thủy lá chung có nu và da đen ha. Thì mình đã trồng, trước đây mình trồng chậu các bạn, nó lâu lớn, lâu phát quá ha. Thì mình mới quay cái bồn á. Cái này, cái bồn này người ta kêu một cái bồn V6 ha các bạn, để mà mình thả nó xuống đất nè. Thì bữa nay nó khá là tốt rồi đó. Thì thật ra mình cũng đã chiết nó một số nhánh nè các bạn, chứ không nếu mà mình thả hết tất cả các nhánh thì nó sùm lắm ha. Rồi bữa nay thì mình sẽ cắt dọn nó lại các bạn. Mình sẽ dọn chi cành của nó. Còn nếu mà cái nó thuận tiện tới đâu thì mình làm tới đó, chứ thật sự mà tất cả những công việc gì thì mình cũng chưa biết ha các bạn. Thì nó lên tùm vậy nè, thì mình sẽ tiến hành mình dọn nó ha. Có thể là mình xử lý luôn cái phần rễ đế của nó luôn đó các bạn. Có thể mình chẻ đế lại luôn ha. Thì bây giờ trước hết thì mình sẽ dọn chi cành cho nó. Những cái chi cành ở dưới nè các bạn, những cái này ha là không có xài tới ha các bạn, nó mọc ở từ rễ á. Thì mình để lâu á thì nó sẽ phá cái rễ của cây á các bạn, nó làm cho cái rễ cây nó phình lên ha, nó hư hết. Cho nên mình phải chịu khó mình dọn mấy cái rễ này đi. Mai chiếu thủy thì nó thường xuyên nó mọc những cái rễ này nè. Trước đây lúc mới trồng thì mình cũng có phủ cái lớp mụn dừa nè, để mình tưới cho nó không có bị trôi đất á. Thì bữa nay thì nó cố định hết thì mình cũng lấy nó ra đi ha, cho nó chống chảy mình dễ làm thôi các bạn. Nó lòi hết cái bộ đế ra, thì cần thiết thì mình cũng xử lý cái rễ nó lại luôn ha. Mai chiếu thủy thì nó rất là nhiều loại ha các bạn. Ở đây là một trong những cái loại rất là được nhiều anh em chơi, là cái loại lá chung ha. Loại này thì nuôi nó hơi lâu các bạn, nhưng mà được cái lá nó nhỏ hơn mấy cái dòng lá lớn ha. Lá này nó chỉ lớn hơn cây kim giòn chút thôi các bạn. Cây này thì mình mua về chắc cũng phải gần một chục năm rồi đó các bạn, nhưng mà mình trồng chậu nó không ra cây được. Tại vì mai chiếu thủy á, cái thân của nó không phải là thân gỗ ha, cho nên mình cắt cái sẹo của nó rồi á, thì mình phải nuôi cho nó liền sẹo, chứ không thì về lâu về dài nó sẽ bị mục ha, nó mục sẽ bể cái cây. Đòi hỏi mình cái mặt sẹo mình phải nuôi cho nó liền hết luôn. Cái khó nhất là cái chỗ đó ha các bạn. Nhìn cái cây nó hơi rối quá đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt dọn bớt cái chi cành đi cho các bạn dễ nhìn ha. Ở đây những cái nhánh này nè các bạn, như cái nhánh này nè, nó mọc ngược vô trong á, các bạn thấy cái nhánh này ha, đó nó mọc ngược vô trong vậy. Thì mình thật ra mình đã chiết cái đoạn hoài rồi ha, mình cắt nó đi, cắt tạm tới đây đi ha, rồi có cần thiết thì lát mình sẽ cắt lại. Cái cành này mình cũng cắt luôn cho nó chóng nè, cái này cũng để mình chiết được nhánh này ha. Thôi làm cái này làm cho nó lẹ. Tương tự ở đây mình cũng rút lại luôn.
dọn chút. Lúc mình mang ra đây mình thả thì mình mới thả nuôi là cái ngọn này các bạn. Cái ngọn này nè mình nuôi lại nè ha. Bữa nay nó khá là lớn rồi nè. Mới có mấy tháng rồi các bạn. Mấy cái nhánh này lát từ từ mình sẽ xử lý lại sau ha. Bây giờ mình tiếp tục mình cắt những cái nhánh nào mà mình thấy thật sự bỏ nha. Rồi mình cắt. Chứ còn cái này nè, cái này rút xuống bớt đi, từ từ mới lộ hết cái cây được các bạn. Chứ mà còn nhìn hết lúc này nó rối lắm nha. Cái nhánh này nè mình cũng mang vô đây mình mới thả, mình lấy nó sau nè các bạn, mà bữa nay nó cũng lớn ghê không. Giờ khá là lộ hết ha. Bây giờ mình sẽ dọn tiếp ở đây đi. Ở đây nè. Nhánh từ trong ra. Giờ mình làm cái nhánh này trước ha các bạn. Cái nhánh này giờ nó đi về nó không có được đẹp nè. Lấy ra giờ nó cũng không được đẹp, cắt lại. Cái này mình lấy cái cưa mình cưa ha. Tạm thời mình xả cái này ra đi để cho các bạn dễ xem. Cái này mình chủ yếu là mình đắp cái mặt sẹo á để cho nó không có bị nắng trực tiếp nha các bạn. Các bạn có thể xem trước đây á, cái mặt cắt nè mình nuôi hoài không được. Cây ngày xưa nó cao lắm, nó cao lên tới tầm trên đây nè ha, nó cao tầm đây nè, rồi mình nuôi nó bị thối á, rồi mình phải đục nó xuống từ từ xuống còn khúc này nè các bạn thấy hiện nay nó siêu lùng lực luôn nè. Thì mình đục xuống rồi mình thả xuống đất mình nuôi nè, thì bữa nay cái sẹo nó kéo, các bạn thấy không, nó kéo sẹo rất là mạnh đúng không. Thì bây giờ mình cũng làm cái cây nó cây trực lùng lực ha. Bây giờ mình mới vừa xử lý xong cái nhánh này nha các bạn. Cái này giờ mình sẽ bẻ cái nhánh nó hướng lên các bạn.
mình chơi theo phong cách thay đổi phong cách ha. Bây giờ ngày xưa mình bẻ cái chi cành nó đi ngang á hoặc là đi xuống, thì bây giờ mình bẻ nó hướng lên các bạn. Cái nhánh này nè các bạn, chú ý cái nhánh này ha. Cái nhánh này bây giờ mình lấy nó sao á mà nó sẽ là cái nhánh số 1 á các bạn, cái cành số 1 ha. Cho nên mình cần phải thả cho nó lớn nữa. Cho nên bữa nay thì mình sẽ không có đụng gì tới nó nữa các bạn. Mình sẽ nuôi nó phải lớn hơn những cái nhánh này nè ha. Rồi mình mới cắt giặt nó ha. Đó, nó phải lớn hơn cả nhánh này nữa các bạn. Bữa nay thì chắc nó cũng được khoảng 70% rồi đó. Nhánh này nè, nó bằng 70% của cái nhánh trên này nè ha. Khi nào mà nó cỡ nhánh này luôn thì mình mới bắt đầu mình cắt nó ha. Bữa nay thì mình để nguyên. Rồi cái nhánh này cũng vậy nè. Mấy cái nhánh này là mình lấy mới lấy sau này, khi mà mình thả vô đây nè mình mới lấy nó nè. Đó. Thì bữa nay mình cũng để nguyên cho nó vậy luôn ha. Thả tiếp cho nó lớn các bạn. Còn những cái nhánh này mình sẽ cắt để mình giảm cái tốc độ lớn của nó lại ha. Tại vì đối với những cái cây, cái gốc cây cỡ này nè, thì tay cành nó cỡ này là nó cũng tương đối căng cây rồi đó các bạn. Rồi nhánh nào lớn thì mình sẽ cắt ha. Rồi cái chỗ này mình cạp một chút, một vài bữa nó sẽ bắn ra đây nè, mình lấy mình bẻ ra đây ha, ở đây không cần đâu, cạp luôn. Chỗ này mình thấy nó cũng chưa đã lắm nè các bạn, thấy cái cậy tự trong ra ha. Để nuôi thời gian đi rồi tính. Cái chi này nè nó mọc nằm hơi ở dưới, nó mọc trên đây thì đẹp hơn, mốt nếu mà nó mọc lại trên đây mình sẽ bỏ ở dưới đây mình lấy cái trên ha, mình bẻ cái cành đi lên nó hay hơn. Rồi chải ra cho nó sạch sẽ cái bộ rễ các bạn. Chà cho nó bớt rêu mốc rồi cho nó sạch ha. Đây có mấy cọng rễ này mình có thể mình rút lại nè các bạn. Cọng rễ này nó đi hơi xéo, mình rút lại đây một chút nè ha. Để mình moi moi thử nó như thế nào. Ở đây giờ mình sẽ rút lại một chút các bạn. Rút cái đế này lại. Có nhiều người còn chẻ làm hai luôn á các bạn. Thôi mình không chẻ ha. Mình cũng tương đối có sao chơi như vậy.
cọng này nó quá dài, mình rút lại thôi. Rút lại để mình tạo cái đế cấp 2 cho nó. Cái cọng rễ này nó cũng xấu nè các bạn thấy không, nó dài quá đúng không, đoạn này nó dài quá nè, giờ mình cũng rút mà nó đi nó lại không xéo. Nếu mà nó ra tới đây đẹp nè, đi thẳng ở đây đẹp nè, mà giờ nó đi xéo về, nhìn cái bộ đế nó không có mạnh đúng không. Bây giờ mình cũng đục luôn, mình đục vô tới đây rồi mình lấy là mình nuôi đế cấp 2 cho nó luôn, mốt cái nó mọc hai bên hai cọng đó các bạn, nó ra thành đế cấp 2 ha, thì nó sẽ đẹp hơn là mình thay vì mình để như vậy. Đục luôn tới đây về. Rồi, hai cộng ha. Các bạn thấy cái vàng đế là nó mạnh lại rồi đúng không? Đó, nhìn cái cây nó mạnh hơn. Cái chỗ này thì hơi bị khó xử lý nè.
bên đây trước đi. Con này cũng dài tiếp nè, mình lại rút tiếp ha. Rút hết đi một chút nữa mình lấp đất lại. Cái cọng này các bạn, so với những cái cọng khác nó hơi cao hơn xíu các bạn, không biết có nên dạt xuống luôn không. Mình thấy một số anh em người ta cũng hay dạt cái này xuống nè, mình thì thấy không cần thiết đâu các bạn. Cái dưới đây bỏ luôn đi, không có xài tới được đâu. Không ra mình cắt lại xử lý nó sao. Rồi bây giờ mình trở lại cái vấn đề của cái nhánh này nè các bạn. Bây giờ mình lấy mặt tiền á, cái cành số 1 ở đây mình lấy theo cái cành số 1 này mình làm cái chuẩn của nó nha. Cái cành số 1 này là lấy nó là cành số 1 thì cái mặt tiền mình phải chỉnh lại đây một chút, qua hướng đây một chút ha. Thấy cái này cho nó đi ngang ngang, hướng về phía trước một chút, thì khi đó cái cành bên đây nè nó đi hơi nằm hơi khuất phía sau rồi các bạn, cho nên bây giờ mình sẽ cắt nó lại cho nó xì lại ở đây ha. Cái cành này nằm nó theo cái hướng qua bên đây, có thể nó cái đường thẳng mình vô này có thể nó vuông góc 90 độ với cái hướng nhìn cái mặt tiền của mình đó các bạn. Đi thẳng vô thì cái này nó vuông góc 90 độ ha, cũng có thể là nó lệch về phía trước một chút các bạn thì cũng được ha. Đó, 90 độ hoặc là nó về phía trước khoảng 70-80 độ cũng được ha. Còn cái nhánh này ấy, thì nó sẽ đi xéo về hướng đây một chút nè các bạn. Cho nên ở đây giờ mình sẽ cắt cái đây để mình lấy cái cậy thôi. Giờ nó nhảy lại rồi mình sẽ nói cái ngọn cho nó sao các bạn. Mặc dù có cái co này nuôi cũng khá là lâu rồi nhưng mà bỏ thì cũng phải bỏ các bạn. Nó nằm lệch về phía sau quá ha. Nếu mà nó nằm vậy nè các bạn. Đó, nó nằm vậy là đẹp nè. Nó nằm vậy, hai cái này nó tạo thành một cái góc nhỏ hơn 180 độ ha. 180 độ mà nó nằm ngang nhưng mà nó nhỏ hơn góc, nó nằm vậy là đẹp nè. Nhánh này nè ha. Hy vọng mà nó nhảy ra được ở đây mình lấy ra là nó đẹp liền ha. Thật ra giữa cái nhánh này thì nó còn có cái nhánh phong phía sau nè các bạn thấy không? Nhánh này á nó thấp hơn nhánh này một chút, nhưng mà nó cao hơn cái nhánh bên đây một chút nè. Đó là nhánh phong ha. Rồi ở đây mình cũng lấy thêm một cái nhánh phong nữa là tới hai nhánh luôn ha. Nó cũng thấp hơn bên đây một chút nè. Nó cao hơn cái nhánh phong lúc nãy một chút, rồi nó lại cao hơn này luôn ha. Rồi. Còn cái nhánh này cũng là nhánh phong phía sau luôn ha. Tại vì cây này mình làm theo phong cách thiên nhiên chứ không phải mình làm theo cái cây bài các bạn. Cây bài thì thường ta lấy ba cành ha, ở đây cành 1, cái cành phong, cái qua đây cành số 3, là ba cành tiêu chuẩn ha. Ở đây giờ mình sẽ chơi phong cách thiên nhiên thì mình sẽ lấy nhiều hơn.
làm cho cái cây nó mau dày tàn ha các bạn. Các bạn lưu ý á, là ở đây nè, mình đã lấy nhánh này, ở đây nó không có cách biệt bao nhiêu, nó lại có thêm cái nhánh này nè các bạn, thì nhìn nó không được hay ha. Hoặc là mình phải bỏ một trong hai nhánh đó các bạn, lấy một nhánh này ha, hoặc là mình phải lấy cái nhánh bên đây nó phải theo một cái hướng khác chứ nó không có cái hướng nó theo cùng một cái hướng với cái nhánh này các bạn. Bây giờ ở đây mình có dự phòng của cái nhánh này nè, hoặc là mình phải cắt lại, mình lấy cái cậy nhỏ ngắn lại để cho nó chuyển hướng đi ha, chứ tự nhiên hai nhánh nó gần như nó ở một cái vị trí như vậy, nó gần với nhau mà nó lại cùng một cái hướng, nhìn nó không hay ha. Ở đây thôi, bây giờ mình rút, mình lấy cái cậy đi, lấy cái cậy rồi cho vào nó nhảy ra kia. Rồi, cái cậy này nè, mình sẽ chuyển cái hướng nó về hướng bên đây, nó đi về cái hướng này nè ha, nó né ra cái hướng của cây này. Cái nhánh này ở đây nè, nó có cái chi cấp 2 của cái nhánh này nè, nhưng mà nó sát quá, sát cậy quá thì mình cũng bỏ luôn các bạn, để mình lấy lại sau ha, lấy nó hơi xa các bạn chút đi. Rồi. Rồi còn ba nhánh này với cái ngọn là mình sẽ thả nè. Thả cho nó lớn đi, tại vì mấy cái nhánh này mình lấy từ lâu rồi đó các bạn, cho nên nó đã lớn, cái nó lớn bằng ngón chân cái rồi ha. Cái này thì nó cũng chưa lớn lắm, nhưng mà nó phía sau nó làm cái phong mà nó nằm ở trên nữa thì cỡ này cũng tương đối rồi, mình cắt cũng được. Có cái chỗ có cái nhánh này thì chưa lấy được chi cấp 2 như ý ha, thì mình cũng tạm thời đi. Vài bữa nếu mà nó không có ra như ý, mình phải cắt vô một khúc nữa mình lấy lại, lấy cái đường co lại cho nó đẹp hơn. Ngọn có mấy tháng rồi các bạn, thấy nó lớn lẹ ghê không? Nó nhìn thấy cái nhựa của nó là biết nó đang giai đoạn nó phát triển rất là mạnh. Sau này có thể mình chiết ngang mình lấy được cây nữa nè ha. Rồi, còn cái phần đế mình xử lý thêm một chút nữa các bạn, xem có xử lý không. Ở đây thì cái cọng này nó nằm ở phong phía sau các bạn. Cọng này nè, hình như nó cũng đã chia, cái cọng này nó cũng hơi dài nhưng mà nó lại lớn và nó đã chia ra như có rễ cấp 2 rồi các bạn. Cái này giờ mà xử lý thì rất là phức tạp, mà nó nằm phía sau mà nó cũng tương đối là cái độ dốc của cái rễ này thì cũng khá là đẹp rồi ha. Nó cũng tương tự như cái cọng này nè, cái độ lài xuống nhìn cái cây nó giống như bị khến lên đó các bạn, nhìn nó cũng hay rồi ha. Nó không có giống như hai ba cái cọng này, ba cái cọng này nó ra nhưng mà nó lại đi xéo, nó đi nó lệch qua, mình chỉnh lại một chút ha. Cái này cũng vậy nè, nó đi nó hơi bị xéo, nếu mà nó chỉnh ngang đây nè, với lại nó còn nhỏ mình chưa có phân chi thì mình đục lại được ha, chưa phân cấp đó các bạn. Thì bây giờ mình đục ba cọng này tương đối là nó êm rồi đó các bạn. Bây giờ còn mé xa nữa, mấy đây thì ok rồi ha, cũng không vấn đề gì đâu đó. Thì bây giờ mình lắp đất lên nữa là xong rồi các bạn. Ở mấy cái sẹo trên đây thì mình bôi keo liền sẹo cho nó ha. À, keo liền sẹo LS50 ha các bạn. Cũng tha tha cái vết sẹo của cái rễ luôn ha.
rất là thời gian là rễ nó ra đầy nha các bạn. Cái dòng trung nu này rễ nó mạnh lắm nha. Sau này mình cái ngọn á, sau này mình cũng tán ngang đây nè các bạn, mình lấy khúc cậy đây ha, rồi mình cho nó bung ra nhiều lên mình mới lấy chi cho nó dày lại ha các bạn. Cái đó đường còn dài lắm ha. Để mà làm cái chật cúp măng á các bạn, đòi hỏi cái ngọn này nè nó thông với cái cây này, thông với cái ngọn ở dưới đây nè, nó thẳng ha các bạn. Thì mình lâu lâu cái mình phải kéo cái ngọn vô, đẩy cái ngọn vô một chút ha, đẩy nhiều quá sợ nó gãy cho nên mình đẩy nhiều lần siết nó lại. Cái này mình cũng chắc cũng kéo vô nhiều lần lắm rồi các bạn. Xiết nó vô sau này mình tán ngang đây nè, tán ngang đây cái nó sẽ nhảy mấy cái mầm ở trong á, thì mình sẽ lấy cái mầm ở trong cái mình dựng lên, thậm chí là xích xuống chút nữa ha, lấy cái mầm mình dựng lên cho nó thẳng với cái này nè. Cho nó thẳng, nó vót từ dưới lên thành một cây chực chực quân tử, chực búp măng luôn ha các bạn. Đó thì còn nuôi lâu ha. Rồi bây giờ mình lấy cái mụn dừa á, mình lấy cái mụn dừa mình đậy cái chỗ này lại ha, sợ bị nắng á các bạn. Lấy cục đá đè lên được rồi ha. Rồi ok, mình xin kết thúc video tại đây ha các bạn. Hôm nay thì chỉ xử lý như đây thôi các bạn. Sau này thì chờ mấy cái cành nó lớn nữa rồi mình mới làm tiếp ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.